không có nên được. Mình đã lập chánh là theo thầy theo đạo rồi, một đường hướng thấy một đàn thẳng bẩn mà mê, ôi chừng đó mà là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dần ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp động ta. Mình đã gặp thầy rồi, được may mắn được diễm phúc quá rồi, thì cứ ngày hai thời lẳng lặng công phu, rồi lo làm phước thiện, ăn ở hiền lương thuận hòa với nhau. Thì hôm nay có nhân dịp xin thưa với quý vị đồng đạo nam nữ cũng như đồng bào nói chung, ngày thầy trở về là hòa bình thế giới kiến tiên bang, chứ không phải hòa bình một khu vực nào, một đất nước nào. Đến khi đó thầy nói khùng mới nói chơi chư bang hàng phục luôn, mà thầy về trong lúc bà Út thường nói đó, chết trông không kịp. Thế cho nên bây giờ quý vị hãy tới tổ đình coi, để mấy máy lưu vú chứa nước, thầy nói tôi về là chết trông không kịp. Bệnh dịch nó nổi lên kêu bằng là khắp hoàn cầu năm châu, không sót lọt một nhà nào hết trơn, cấm cờ thượng lên hết trơn rồi, chứ thần ta đi xét. Tôi mới nhớ lại là lời ông Ba Bộ nói lúc đó đó, ông Ba Bộ Khánh Hòa đó, ông đi với chư thần cấm cờ năm châu bốn biển. Cái gia đình nào đồng lòng tu ăn chay trường làm thống nhất thì được cái cờ già, còn nửa già nửa trắng nửa xanh nửa vàng là cái đó cũng được nửa mất nửa, còn trắng tuốt là kể như rồi, ôn dịch lại sát phạt chết kêu bằng thôi vô số. Vì vậy cho nên thầy nói chết chôn không kịp đó. Cái lệnh Ngọc Hoàng phán lệnh rồi là tri nã, âm binh nã tróc từ nhà. Ông Ba nói đó, từ nhà luôn, liều tranh trại muối hay là lầu cao trăm tầng gì vậy, không sót lọt được, mong mà khỏi, khó mong mà khỏi được. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng ta nói này nói nọ không có, chưa, thầy dặn dò kỹ lưỡng lắm. Nhất là ông Biện Đài đó, ông Dượng Rễ, tôi ông nói trong cái băng vỗ gót theo thầy đó, ông hỏi chứ thầy đi lần này chừng nào thầy về, thầy mới trả lời nói Biện Đài còn ghi âm lại đó, muốn tìm hiểu rõ rệt. Ông Biện nói là thầy nói qua tháng 5 tháng 6 dân còn gì còn khác, qua tháng 5 tháng 6 nước chảy xuôi có một chiều, thầy về từ Nam ra Bắc xa ngàn ba miền là đồng lòng nhất dạ có một, như con một cha rồi đó, không ai nói gì khác được trơn, một ý lúc đó ai cũng thuận hết trơn rồi. Quý vị thấy rõ rệt rồi, như ban ngày có cái gì đâu nghe người ta nói, còn sai lệch quá nhiều rồi. Mà thầy đã dặn như múc, thầy nói tôi trở về ngay chân tổ đình nè, y sát cũ nè, thứ hai nữa là có hai con rồng thiệt cụ thể nè, quý vị có thấy được cái diễm phúc đó không? Rồng thiệt đó, thầy nhấn mạnh dương mút hai lần, rồng thiệt nha, chứ không phải rồng giấy hay rồng bóng dáng gì đâu. Ông Phật mà lại sợ ai mà không dám nói thiệt, ta dạy dỗ là vì tình thiệt, mến những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu, nên thầy dặn dò kỹ lưỡng. Quý vị hãy đọc lại những cái bài mà thầy nói trước khi thầy là ra đi đó, từ giả bổn đạo khắp nơi, dặn dò bổn đạo, dặn dò kỹ lưỡng chăm nom khắp cùng, những cái câu là bí yếu mình nên nhớ đó. Người ta giàu có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Cũng như nói con rồng mới cái nửa vút nanh là chưa toàn diện hình thể con rồng, rồi ở đây cũng chưa có trọn vẹn cái năm con gà, nên ráp lại là nó y như vậy đó. Mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, chừng nào thầy lại gia trung thì trong bốn đạo bốn tùng phủ che, trách dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện que đến mình. Thì dưới bốn cội tùng của Đức Phật Trùm đó, thì Đức Phật Trùm Lai cũng Đức Thầy mình chuyển sát, Phật Thầy Tây An, Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm tới Đức Thầy, bốn ông đó đi vòng mấy biển Cù Lao đó, lộn đi lộn lại cũng tao với mày trong cái giáo hệ Bố Sơn Kỳ Hương, mà lại là được cái
cái thời kỳ các ngài bậc trước á, thời Đức Phật Thầy, thời Bổn Sư Phật Trùm là mới dạy phương pháp hành đạo để giữ đạo chứ chưa có lập giáo. Tới thầy mình mới lập giáo đó, mới là trình tấu lên cha Ngọc Hoàng mới xuống bút là viết cái bài Sứ Mạng đó, lãnh lệnh nhiệm vụ năm sắc lệnh mới được truyền giáo. Còn trước dạy cái thời thế hệ đó thì cái sự hành đạo thôi chứ chưa có học đạo được đầy đủ. Thì nó đạo mở cửa là thầy được mở cửa, mở cửa từ thời là Đức Phật Tổ Bạc Truyền Như Bác đó, từ ngàn xưa Phật pháp gầy then. Nên hôm nay thầy nói đạo mở cửa bài câu minh mục thầy khai mở. Như thứ hai nữa là vì thiên đình chưa mở hội thi, nó chưa có mở hội thi mà thầy hôm nay được lãnh lệnh dạy để sau này có cuộc thi, nên lỡ phải phiêu lưu độ chúng. Vì vậy nên thầy là lập giáo cái thời kỳ này là để dạy tín đồ học hiểu đạo đức cho rành rẽ rồi mới thi qua cái trường thi Hồ Long Hoa. Trong đó tuyển chọn là có công đức cao thì về thượng giới, đầy đủ về cực lạc, không làm dân Phật quốc. Tại sao quý vị nhiều khi thắc mắc nói, thầy viết giảng thì để trọng là để ban thưởng Phật tiên với thánh, không có thần không có dân, đó mình chưa đủ công đức công hạnh cho nên mình ở lại cái đời thượng môn đó, làm thần làm quan làm con của chúa vua Minh Vương, con tiên cháu Phật rồi mình cũng lên nữa chứ đâu có phải ở đó hoài đâu. Đó, được may mắn thời cái chu kỳ đó là Đức Di Lặc ngày mới mở ba trường thuyết pháp, ba trường nó độ khắp năm châu bốn biển và trong ba cõi nữa, nói phải có cơ sở. Trong tam cõi quy nhất thống, ở thượng thiên cũng xuống nữa nè, cho nên mới đông cái xã hội thượng nguyên á, rồi mới đắc đạo hằng hà sa số đó, trong đó mới được là có phép màu đầy đủ hết trơn á. Những người mà đắc đạo chứng quả cao đó là được đi xe tiên, được có thần thông. Còn mình thấp thì ở đó dân đó cũng là cao quý hơn trên thế giới rồi. Ba cái trường đó đâu hết, 96 ước linh căn lần nhất, ba tràng pháp đó lần nhì là 94, lần ba là 92, 92 ước linh căn đó. Con của Ngọc Hoàng từ trên kia mà đi xuống hạ giới mới nói bằng cách dốt là bỏ nhà ra đi rồi xuống ở mê trần như này quên nhà. Thế cho nên kỳ này cha là kêu gọi gì à? Bạn đang ngóng và mẹ cha đang đợi. Các bạn mình ở cõi tiên, mình lúc trước cũng nhiều kiếp ở trên cõi thượng giới luân chuyển nhiều đời tu hành lâu thôi cho nên mới chuyển chạy đến thời kỳ này, lọt qua đây cái chu kỳ hạ nguyên kỳ này đưa lên hết, nó kêu gọi về hết và cứu độ hết là những ai hướng thiện quay đầu nghe theo Phật theo thầy tỉnh ngộ tu hành thì có nhiều hy vọng và tin chắc cái hội Long Hoa có mặt và mình được hưởng một cảnh an nhàn tự tại, hưởng diễm phúc cao quý không có chi sánh bằng. Quý vị hãy nghe rõ những cái lời tôi nói bằng đạo đức, bằng giáo lý giảng kệ của thầy trong giảng nữa. Nền đạo đức ta bày quá cạn, hết rồi còn thiếu gì đâu, mà dương gian còn gạn danh từ, gạn tới gạn lui gạn gì nữa, thầy đâu có giấu, đâu có sợ mà gạn, mà không có ai là anh hết trơn á. Khẳng định quý vị nên biết, cũng có ít nhiều người biết mấy chuyện đó trong cái gia tộc mà thầy đã có cái bài thi đối với ông nhà báo Hồng Nguyên đó. Thứ hai nữa, ông nói Đức Di Lặc xuất thế lúc nào em biết không? Nó hỏi tất cả để giải trình để tìm hiểu coi. Trong đồ thơ Bổn Sư nói hết rồi. Đức Di Lặc xuất thế là trong lúc tối tăm trời đất, giờ mặt trời còn nè, mặt trăng còn nè, xe cộ còn máy bay đầy đủ nè, đến khi đó là máy bay không còn bay nè, tàu không còn chạy, xe không còn chạy. Mấy ông bởi vì học đạo phải tìm hiểu mấy học, ông kêu gom rồi kêu mà đóng góp tiền bạc đóng tùm góp lum vô. nhá. Thầy đã nói không dùng của thế, bây giờ bất luận người nào
không dùng của thế sắc màu cũng không, mới là đúng ấy là chân chánh hồng vinh giang. Nói rằng lòng chẳng ham sang cho còn ham của thế gian làm gì. Phật biến hiện được sao đi xin đầu này xin đầu kia. Quá dở quá tệ quý vị đừng nghe lầm. Người ta kêu bằng lôi cuốn là kêu bằng rù quến quý vị đó. Ham mê màu nhiệm linh thiêng có được cái gì màu nhiệm linh thiêng. Đối với Phật không có được chút gì hết trơn. Chưa có chút gì đối với Phật với Thầy hết trơn. Cái sự quyền linh hay sự học hiểu trắng trợn lộ vẻ gì rồi. Thì giờ mình hãy coi theo cái giáo lý và tôn chỉ của Thầy đó, hành đạo đúng đi. Mình bây giờ nói dốt hơn nữa đó, là Thầy đưa mình cái la bàn, nó cái định hướng và kim chỉ nam phân bài hết rồi. Đã nắm trong tay mà đi lệch nữa, coi chừng mình đâu có phải xứng đáng là tín đồ của Thầy rồi có lỗi nữa. Với bấy nhiêu lời trao đổi cùng quý vị đó, tìm hiểu và nghe rõ tới lui để có cái đầu óc phán xét hồi xưa mà kỹ càng. Hồi xưa có nhiều người xưng giống cái Thầy vậy đó, rồi giờ cũng xưng giống như Thầy về vậy đó, là nó như đó là cái điểm đó là như thế nào vậy mà xưng hoài vậy không chứ. Trời đã cái chu kỳ này là ma nó thệ với Đức Phật Thích Ca, nó phá không được qua thời mặt pháp là độn nhập vào làm tín đồ, làm tín đồ của đạo Phật của Đức Thầy Chúa. Nó có thể là nói nhắc cái chuyện cổ Phật giáo đó, tổ ưu ba cúc đa vị tổ chứng đắc rồi đó, mà còn bị ma dương nó nói để tôi giả ra Thế Tôn ngài đừng có lại nghe, nó hiện ra y hịch Thế Tôn luôn. 1200 năm vị đệ tử hào quang rực rỡ, tổ ưu ba cúc đa vừa mập xuống để lại sư phụ, mập xuống nó biến. Thấy ma dương nó thua Phật con bước rồi, con thông rồi. Thì quý vị coi chừng sơ hở là lầm. Nó đủ cách chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh nữa. Đã Thầy cho biết, Thầy nói một câu nhớ hoài, mấy ông gần gũi Thầy cao độ nó nói là bổn đạo nên nhớ rằng sao nó hay hơn tôi nữa, bổn đạo dễ lầm, hay hơn tôi nữa. Nó là Thầy mới viết lên là kêu trời dẫm đất, bàn môn tài phép nào tường, kêu trời dẫm đất cũng thì dạ rân. Nói Ngọc Hoàng còn phải dạ rân đó, nó biến thể. Nhưng Ngọc Hoàng nào mà dạ, nó là con của Ngọc Hoàng Ma Dương ở cung trời trên đó, tha quá tự tại trên đó. Nó rõ cho quý vị hiểu biết rõ rệt. Kinh sách điển tích nào tôi cũng có điều tìm tòi học hỏi, để mình có cái tâm đắc gọi là sự hiểu của mình tường tận rõ rệt, không có sai lạc vào cái tà giáo. Nó tài năng dữ lắm, nó chinh phục chiêu dụ, nó xúi dục, nó lôi cuốn mới khỏi bị lầm cho uổng kiếp. Mình là tín đồ Phật, đạo Phật, tín đồ Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy mình đó, không còn ai người thứ hai nữa. Tôi cho ông hiện là một thiên trùng vạn điệp giống Thầy tôi cũng không tin nữa. Tôi có ông Thầy một à, một đời một đạo đến ngày chung thân. Quý vị nên tin chắc vào chỗ đó thì đừng nghe theo ai hết trơn, đừng nghe lời xúi dục lôi cuốn kêu bằng dẫn dắt vào cái đường tà thì uổng cái kiếp mình sinh ra làm người, uổng cái kiếp mình làm tín đồ của Thầy, uổng cái kiếp trong thời kỳ hạ nguyên được may mắn là Thầy chỉ giáo, là ơn nặng giường non núi sông biển. Hôm nay đáp ơn Thầy là phải cố gắng giữ tròn và phải tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến phỉ tình chùa lao. Có tâm đạo mà thiếu trí đạo dễ bị lường gạt. Quý vị học đạo coi cái tôn chỉ của Thầy dạy mình đó, có tâm mà thiếu trí dễ bị lường gạt, còn có kẻ trí mà vô tâm nó cũng tài năng, nó nói mưu này thế nọ, kinh luật giáo điển gì nó thông thạo hết trơn, mà nó không có cái tâm đạo, thế cho nên nó mưu xảo dữ lắm. Quý vị biết rõ lời Thầy dạy kỹ rồi đó. Thế cho nên cần phải rèn luyện tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùa lao. Như thế là khỏi bị nó lừa đảo, khỏi bị nó xúi dục lôi kéo dẫn dắt. Có bao nhiêu điều đó, mong quý vị hãy nghe rõ những cái lời nào tôi nói đều căn cứ vào trong giáo lý giảng kệ và những lời Thầy câu chuyện
bên thầy. Dạ thưa ông Sáu, đó, lạ nghe, cái đó là ít có ai mà nói luôn ông Sáu. Thầy đã xác định với ông Út là thầy về trong lúc ông ba thượng cờ chiêu an, có nghĩa là khắp nơi bát loạn, chưa có sấm nổ. Bát loạn là chiến tranh đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Đó, chỉ có là Tổng Định Hòa mới yên, chỗ nào động chỗ Phật vẫn yên. Nó quy gom về mà Tổng Định Hòa bên Kiến An đó, mình nói phải xuất xứ dẫn chứng, chứ nổ một tiếng sấm thì đã ông ba ông nói là nổ tiếng sấm đầu tiên đó, nhất thinh tiêu hết chữ kinh, lạ quê lạ cảnh, bình minh thì Phật còn. Nó sụp hết cù lao, mãn nhất thinh đó, sụp các cù lao hàm mì hết trơn. Rồi mới tới giai đoạn là ông ba nói thêm nữa là tam thinh thấy biển, ba tiếng sấm biển dầm nao động thình, ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ. Đến khi đó đó rõ ràng chứ đâu có phải nói mù mờ. Mới đang nghĩ rằng không biết thầy giờ ở đâu, hay còn hay À, đúng mất, rồi, về mấy mà lần thầy rồi, xuất hiện. về có đi nữa À, không? về rồi đi, thầy nói bổ tôi ở đây 10 ngày chứ chẳng phải mau, rồi tôi đi bổ nghe là ông Năm Chèo giục nổi lên liền. Bổ mới sao thầy ông ở đây thâu phục, đâu có được, cái lệnh Ngọc Hoàng thâu phục tôi thừa khả năng, nhưng mà cái lệnh Ngọc Hoàng cho sát phạt để trị tội những kẻ hung hăng côn đồ, cho đủ số rồi trị tội cho xong loài ác bạo thì lòng người mới hết cảnh giao chinh. Thế giới trì xong cuộc thái hòa, thời giờ kinh hải đã đi qua, chiến tranh vừa rồi tàn nữa, nó đi lợi đó ông ba chiêu an này đâu có còn gây gổ gì nữa đâu, thôi giờ hòa thuận nhau hết đi, tin tưởng đạo đức, lo tu hành làm tốt đẹp hiền lương, trở về cảnh đời thượng quân thánh đức an vui. Thầy mới nói hòa bình thế giới luôn, năm châu bốn biển, kiến tiên bang các nước mới tùng phục nước Việt Nam. Thầy mới là dạy dỗ chỉ dẫn, quy nhất thống còn có một à, tam giáo quy nguyên, quy nguyên về cõi thượng quân thánh đức đó, có một à. Trong tam giáo ăn cần mở đạo, trường ngoại bang mới phục đáo như xưa, Phật tiên vận chuyển lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ múi dừa hội này, ráng cố gắng ăn chay làm lành tới đâu cũng khuyên, gặp ai cũng gọi, ráng ăn chay giữ giới làm dành làm lành, bỏ xả bớt đi bả lợi mồ danh, đừng dính líu vô cái đó thì sẽ được Phật độ sanh độ tử. Chứ bây giờ là thầy đã cho biết, nói trong bài sứ mạng thầy nói chìm đắm trong cái biển lợi danh, nó là cái biển nó trùm hết trơn rồi, chứ phải cái rạch cái sông mình còn né được, mà những người ta né được à, là vì người ta không ham dính trong lợi trong danh, trong ba cái danh lợi tình thì uổng cuộc đời tu của mình. Nói thiệt quý vị, tôi giờ sở dĩ hiện tiền cố gắng phải khắc phục và gìn giữ ba cái điểm chính yếu đó, danh lợi tình, lọt vô đó rồi là kể như sụp đổ, uổng cái cuộc đời, uổng cái sự hành đạo của mình, uổng bấy lâu lại lục, uổng lòng Nam Mô, uổng cái sự làm phước làm từ thiện. Quý vị dướng vô đó không có trừ được, đừng có nói rằng là có công lo từ thiện xã hội, lo hành đạo cách này cách nọ, trừ không có trừ. Một khi thầy viết đó, đến số vô thường, công kia với tội có lường kịp chăng, lành tạo một mà giữ gây muôn sự, quý vị làm một việc phước thiện mà chính điều ác ở trong đó, tội lỗi trong đó, quý vị nắm cân bỏ bằng cân lên coi trừ được không? Không, khẳng định không bao giờ trừ, nó phải giác rồi, giác là cái tội ác nó chổng lên rồi đó, cái đòn cân nó trên là trời, phải trì xuống là mình đi xuống cái cảnh địa ngục, càng gần địa ngục nhiều ngày thảm thê, chứ không đi đâu khỏi hết trơn. Hãy cố gắng tránh né. Thưa tôi cũng thường nhắc quý vị nam nữ đồng đạo cũng vậy đó, đây là lời tôi chân thật. Thưa ông cháu, cũng như mà cái đầu của ông ba ông nói là cả đầu cả dầu chấp lỏng cửa trời, người hung khó đến đổi dời hiền lương, và thêm cái nữa là rằng nhiều người nói là chỗ mà ông thẻ đó đó với một lượt cũng vậy đó, rồi thầy về chỗ nào để cứu mà những cái người mà khổ đó, chắc
Đã cái cửa chánh đi vô cửa chánh cái nhà không lẽ đi chung ăn không vô. Nó dốt gì đi. Rồi ông ba ở đó xét đạo nữa. Rồi là cái dầu trống rỗng cửa trời là cha Ngọc Hoàng nó nhìn xem Ngọc Đế giữa trời. Ở ngay cửa cái dầu luôn nữa. Thôi nói gì đâu. Xa vời không hiểu. Chỗ đó là chỗ điểm chính. Bữa đó tôi nói quý vị gần đây ở bên chỗ mới qua 4 năm vị ở Mương Lớn rồi đó. Là ở đâu tới 6 giờ gì mới về đó. Mới hỏi qua vấn đề cái cửa cái dầu rồi đền Minh Dương. Tôi nói con có nghe chú kể anh Tám vui ở Mỹ có một anh có đi với hang núi ông Cấm là anh bạn thân tôi mất rồi năm đó ông 75 tuổi. Ông nói tôi đi 3 ngày đi viếng núi ông Tô, núi ông Cấm, núi Già Vạn Liên. Tôi về nhà bàn thì định sáng ngày đi về Hòa Hảo. Đêm đó là cái vị này là từ tiên cảnh mà đi xuống để đưa tôi vào hang núi ông Cấm. Nên tôi kể hết sự việc hết trơn đó. Là đi lên cái dốc con két đó. Thì anh ngồi chiếc xe, anh nói chiếc xe như chiếc xe Daihatsu, đâu có lớn. Mà máy nổ êm re. Rồi tôi mới ngủ, ngủ cái bằng gương không được. Ngủ gà gật, ngủ mê rồi cái ông kia ông kiều kiều. Nó tới rồi, tới rồi. Tôi không biết tới đâu mở mắt ra không thấy trời trăng mà đêm hôm 1 giờ đâu có trời trăng đâu. Tôi mới nhìn kỹ là hào quang của Phật ở dưới đó, cái điện Minh Dương dưới có sẵn, chùa Công Phủ có sẵn. Nó anh kể tôi nghe tôi còn nhớ đó. Rồi ông kia ông nói đừng có hỏi đã vậy mà ông cũng nói thưa ông vậy chứ cái đường này đi vô đâu. Nó vô cái đền của Minh Dương, điện Minh Dương mà cái lộ đó hả bề ngang 100 m, 100 m bây giờ thế giới ai làm được không, mà xa cừ mã não xích châu đi tới đâu nó chiếu dịu nè, tầm bá thì lưỡng biên hai bên hai hàng cây đó. Thứ hai nữa là hai hai con lộ phụ là một con lộ 50 m đó. Đường của vua đi, của Phật đi, của quan đi, của dân đi, quý vị nghe rõ chưa? Ông đó ông kể rành vậy đâu phải như thời nay đâu, đó đâu đó là kỹ càng, đâu đó có phân ngôi phân thứ, có hàng ngũ, có đường xá, không có lu bu như thời nay đâu, quý vị nghe rõ chưa? Làm gì thế giới nó làm bằng được, sau này cảnh cực kỳ xinh đẹp. Rồi nói qua tới núi Cô Tô đó, ông ba ông nói dở chân tôi có thấy muôn nhà bửu vật thực kể mà vô số. Cái đó lời ông ba. Còn lời ông Thanh Sĩ ông nói dở sơn tôn nó thấy muôn nhà lầu dạng nóc. Quý vị nghe rõ cái từ dạng nóc chưa? Lầu tới dạng nóc đó. Ghê vậy. Ngước xem mỏi mắt mà lưu ly sa cừ mã não không? Bây giờ Không phải hai cắt bằng bê tông sắt thép. bây giờ năm mười Trời ơi, tông là chịu nó dồn hết cho nước Việt Nam mình, nổi được cho dân tộc mình, đây là con rồng cháu tiên được hưởng đời thượng nguyên đó. Cảnh tiên không có so bì với đời thượng nguyên nữa đó. Bồng Như Lai chẳng dám đến so cân đó. Cân bằng không có bằng. Cực kỳ cha Ngọc Hoàng rồi Phật A Di Đà nữa đưa vô cho mình hưởng. Bởi vì Đức Di Đà truyền mở đạo lành đó. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bỏ ta truyền dạy. Rõ ràng chưa? Thấy tự hào và hãnh diện và may mắn được diễm phúc chưa quý vị? Nghe rõ những lời tôi trao đổi. Nãy giờ nói cũng lâu rồi đó quý vị, nghe rõ rệt hết rồi. Thì dặn kỹ, nhìn thầy cho kỹ, kẻo sau này lầm đó. Dặn những bậc cao đồ của thầy đó. Đâu phải ít đâu, những người đã bị lầm, cái thế hệ của Nguyễn Long Châu, của Ba Bốn, của Đạo Rảnh. Nên có xưng đạo thầy, xưng thầy luôn. Xưng thì lấy cái nhãn hiệu đó cho người ta tin, chứ ở miền Tây nói khác ai tin. Bửu Sơn Kỳ Hương, Bửu Sơn Kỳ Hương là trong giáo hệ là Đức Phật Thầy, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Thầy, không có ai chen vô được trơn. Bây giờ nói là con của Ngọc Hoàng, nào là tôi giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, không có được, chưa có đưa được xứng danh. Quý vị hay nghe rõ điều đó là không làm ai hết trơn. Nếu xưng cỡ nào xưng, những cái bực đó là thầy là cha của tôi đó,
là Chúa của tôi đó. Không ngoài ra, Cha là Phật Thánh, Tiên Thần Phước Dư. Đủ hết trơn rồi, không còn thiếu gì nữa quý vị. Hãy nghe rõ và nhớ những lời tôi để tường thuật, nhắc nhở và trao đổi với quý vị. Dạ. Đó là bằng cái tâm ý. Dạ, để mình cái thời kỳ này đó là nó thấy càng ngày càng mỏng mẻo, mà cái khi nào mà mình tu hiền cầu nguyện gì để mà cho mà qua được cái kỳ mà tam thế chiến này không vậy, không sao? Không có cách gì hơn, bởi vì là Cha Ngọc Hoàng phán lệnh để trả quả. Thứ nhất, để trị tội cái loài hung ác nó gây chinh chiến, gây đau khổ, giết chóc là sanh linh. Nó cho hết nước Việt Nam này cầu đi cũng không bao giờ thay đổi được cái chuyện đó. Nó có được cái lệnh đó là kêu bằng là quyết định rồi, luật kia đã định sẵn rồi. Nó Cha Ngọc Hoàng hợp với là Thích Ca Mâu Ni với là ở dưới Đức Địa Tạng Vương, Phật A Di Đà, hợp cấp lớn không, nó quyết định để cho trả quả chứ không có khẩn cầu gì chứ. Mình qua chăng là được, nhưng mình gia đình hay là đất nước mình được yên ổn, không bị ảnh hưởng chiến tranh như thế giới bây giờ đó. Còn mình ở đây nước Việt Nam mình không có làm kiểu cách đó được. Bởi vì thầy nói trước đó, cuộc lung tung rối rắm trời Âu là bây giờ bên châu Âu, châu Phi đó, nên còn ngại bước đường trở gót, tiếng riêng thăng tai nghe thảnh thoát, trăm ngàn nhà bổn đạo ước mơ, con lạc cha mới con hỏi u ơ, thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến. Mình trông ngóng thầy là thầy cũng thương mình, nhưng mà chưa dám khẳng định luôn. Thì quý vị hãy tin vào chỗ đó, lời những thành thật để trao đổi là thầy dặn dò các bậc cao đồ, những người gần hơn là ông Biện Ngô Thành Bá đó, thầy dặn đâu có, chưa có sự kiện như vậy, đừng có dội tin. Nhưng mà Phật thầy nào mà đi bằng đi cách máy bay, Phật thiên biến dạng quá, thần thông mở mắt nhắm mắt là tới chỗ rồi, có đâu một kiểu đi. Dạ, cũng như cái câu mà hỏi câu này nữa ha, mình kết thúc hay không sao? Rồi. Như cái câu mà đây là tà quái hạ quân gây ác chiến rồi là như thế nào chứ? Thì tam thiên đó, thầy nói tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lăng tâm biến quả dân, tà quái hạ quân gây ác chiến, ất niên bình thự kiến quân thần. Quân là vua, thần là các vị quan trụ trở lại, thấy rõ biết rành hết trơn. Tới thời kỳ các ngài sẽ xuất hiện đầy đủ hết trơn, khỏi trông ngóng, khỏi chờ đợi cũng dẫn tới. Đó, bấy nhiêu lời quý vị hãy nghe rõ và nhớ rành, ghi chú vào cái đầu óc tâm tánh để mà lo cái cái giai đoạn và thời kỳ hiện giờ nó đang xúi dục và lôi kéo dẫn dắt, xô đẩy mình vào cái nẻo tà. Mình đã có duyên sâu với Phật với thầy rồi thôi, không có ai gịch ngã nào, lôi ngã nào, nếu cách nào để trở về hướng khác được. Sợ đi một mới tu đường hướng, mới tu còn non, nhẹ dạ non lòng đó, yếu ớt đó, bị nó xúi dục nghe. Mình tin theo rồi sao? Tin bướng nghe càng, đừng bạ đâu, tin bướng rồi nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp, ghê gớm chưa? Đâu có lợi lạc gì không sao? Không lợi lạc gì, hư cuộc đời. Mình hãy giữ cái chánh tín, đã tin thầy rồi, không có tin ai nữa trời. Tu chánh tín thì mới thành đạo Phật, còn tu dị đoan nghe lời xúi dục, linh hiển hay là bè phái này nọ màu nhiệm, ham linh ham nghiệm sợ em ăn nghèo, lầm tà đạo thì nhân hư bất dụng, ông ba có nói hư rồi, không có nên được. Mình đã lập chánh là theo thầy theo đạo rồi, một đường hướng thấy một đàn thẳng bẩn mà mê, ôi chừng đó mà là màu nhiệm, mùi đạo diệu chúng dần ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Mình đã gặp thầy rồi, được may mắn được diễm phúc quá rồi, thì cứ ngày hai thời lẳng lặng công phu, rồi lo làm phước thiện,
ăn ở hiền lương thuận hòa với nhau. Bấy nhiêu điều tôi không nói gì cao xa hơn nữa đó. Mình tin chắc mình sống đời Thượng Nguồn Thánh Đức và có mặt hội Long Hoa, được làm dân Phật Quốc, đủ dự kiện diện kiến Đức Tôn Sư và chầu Thánh Chúa. Là chỉ có Đức Thầy trong cái chu kỳ lãnh cái nhiệm vụ cao cả và dạy dỗ trong cái hàng cư sĩ dễ tu dễ hành. Nó, nhưng mà nó dễ cũng phải biết rõ cái sự quy, phải nhất là tam quy ngũ giới. Quy Phật sao, quy Pháp thế nào, quy Tăng là sao, rồi ngũ giới phải biết rõ, sắc sanh đạo tặc tà dâm ẩm tử vọng ngữ ai cũng đều biết hết rồi. Đồng đạo dầu dốt đi chăng nữa cũng phải biết những cái điều đó rồi, thì mình tránh xa đừng cho vi phạm, là cố gắng để trau sửa. Hôm trước mình lỡ lâm dấp rồi, lỡ sai phạm rồi, hôm nay mình khắc phục nó trở lại, phải xa lánh, phải cố gắng gìn giữ. Dù ai ép bức mình thấy mấy, bắt buộc cỡ nào nữa không, tôi theo Phật giáo Hòa Hảo là thầy tôi dạy là cử những cái điều là trâu chó bò ngựa mèo không nên sát sanh hại vật, thì tôi giữ những điều đó nhất quyết không cho vi phạm. Và trong giới cấm 8 điều đang cấm cũng vậy đó, giữ gìn cho được, cố gắng giàu không được 10 cũng được 5-3. Phật đã hứa vớt rồi, làm một Phật giúp thêm cho, cố gắng để hăng hái lên, mà mình không làm nữa thì do mình, nên hư bởi tại mình ra, chứ đừng đổ lỗi rằng là tại ai hết trơn. Thầy nói rõ vậy. Thì thầy nói là nhiều người tu giờ lớn cũng già, có trẻ có nhỏ có, bây giờ ai cũng trông là nói sao mà thầy nói là ít lâu mà ta mới trở về, sao mà giờ gần cả trăm năm rồi mà tới cái thế hệ này qua đời, tới thế hệ kia qua đời mà cũng không thấy. Nhiều người đã tu gì đã đợi hoài kiết rồi, nó mòn mỏi quá rồi. Theo ông Sáu nghiên cứu gì đó là thì như vậy là thầy có thể trở về không, hay là chỉ thầy chỉ nói cho mình gắng tu hơn chứ? Thì xin thưa quý vị, để trao đổi là mình căn cứ vào kinh luật nhà Phật chứ lời thầy nói đó, thầy viết giảng thầy có để không biết đoạn nào tôi không nhớ rõ đó, thầy nói tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua thầy về cực lạc đó. Mà ít ngày của thầy là sao? Theo trong kinh cho biết là một ngày ở cực lạc là 100 năm ở thế gian, ít ngày thầy qua, một ngày cõi tiên một niên của cõi phàm. Vì vậy cho nên là quý vị biết rõ vấn đề đó, đừng đừng có trông chờ, không phải không trông, nhưng mà vì tới nó sẽ tới, cái chu kỳ của vũ trụ tuần hoàn và cái sự tới mau hay tới chậm, chủ yếu là mình lo trao sửa, cố gắng công phu bái sám, làm việc phước thiện, từ thiện, sửa lương tâm cho được tốt đẹp, được là sạch sẽ, chùi lao, vẹn mặt thì mới gần Phật tiên. Đó là những lời thầy dạy, tôn chỉ hành đạo. Trong cái chu kỳ đó là cái thời gian thì Phật thầy cũng có nói trong cái tài liệu mà ông Hai Nhu đã viết đó, thì mãn cái chu kỳ của Hạ Quân này trong 2000 là dứt rồi, gia tăng thêm nữa, gia tăng thêm thời gian để cho mình lo cố gắng công phu hành đạo. Sẵn đối với Phật thì không có lâu. Sẵn đây hỏi ông Sáu luôn, cái ông ba nói là trong 2000 năm sự biến thất sơn, biến thiên biến địa, biến nhân thay đời. Thay đời là có nghĩa là trong 2000 năm, mà từ cái chỗ nào là con nhiều người nói con không hiểu luôn. Sắp là từ cái mốc làm sao đâu, ông nói cái trong năm 2000 là năm nào đâu, cái mốc của ông bà nói đó. Thì trong cái đoạn đó tôi mới gợi nhớ cái bài thi của ông Thanh Sĩ viết, trong 2000 năm tận thế đến nơi, ngày giờ tận thế chập chờn bên lưng, tóm tắt lâm qua ông bà để ý. Nó dịch nghĩa ra đó,
rõ rệt hết trơn, quý vị có tham khảo qua rồi biết hết rồi. Ý con hỏi là năm 2000, trong 2000 năm có phải là năm nay năm là 2024 rồi? Đó là nó đã nó trong 2000 hay là lúc giờ nó qua năm 2024 rồi. Bởi vì cái thế giới nó công bố là thế kỷ 21 chứ chưa. 100 năm đúng mới là công bố là thế kỷ thứ 21. Mà mình đâu dám cãi mấy chuyện đó. Nó quy luật như vậy đó, trong cái chu kỳ của tạo hóa vũ trụ như vậy đó. Không nói gì khác được. Đúng hạn kỳ, còn cái này chưa, mới ví dụ như ngày nay là mới sáng rồi trưa, bây giờ có thể kể ngày nay không? Chưa. À, cuối cùng là chiều trong chu kỳ 24 tiếng, nó mới bước qua ngày khác. Quý vị nên nghe rõ và hiểu rành cái sự kiện như vậy đó, điều kiện đó là mới đúng hơn. Rồi đối với Phật thì đâu có lâu. Mấy chục năm đi nữa thì trở lại thừa qua 2000 mấy chục năm đi, 30-40 đi, thì đối với Phật có mấy phút mấy giây thôi. À, một ngày nửa ngày thôi, đối với Phật như vậy là mình tin chắc rồi đó, chứ không còn hoài nghi gì nữa. Không sao, mình kết thúc được tại thế rồi ha. Ít hỏi sao nói được, nói được hay hỏi sao ít lâu ta cũng trở về. Quý vị đồng đạo tắc mắc cái câu đó, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ khá núng nao, từ nay nhân vật mòn hao lần lần. Nhân là người, vật là vật thể, gồm chung như vật thể trong cái sự gì có hình tướng gọi là vật thể, nó phải hao mòn từ từ từ. Cái chuyện lớn thì phải chậm chút, như cái cồn rồi cái đảo lớn hơn phải lâu, rồi quả địa cầu. Nhân rộng ra thì mình biết không có cái gì thắc mắc hoài nghi hết. Từ cái chỗ nhỏ đó bây giờ lẻ tẻ. Nói qua cái thế sự bây giờ nó biến động, nó xảy ra chuyện này chuyện nọ đủ điều hết trơn. Cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hồi này ráng lập cái thân. Lập thân là sửa đổi đó, trao dồi đó, gọi là thân hành đạo, nó có thể sống sót. Còn hôm trước là lúc trước, hai ngày trước, bữa trước, vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói dạy cho mình cách nguyện đó. Hằng ngày, ngày nào cũng đều nói nay, đâu có dùng cái từ mới lát nữa. Nay con nguyện uy, ngày nay làm chưa rồi. Phải biết rõ cái danh từ vậy đó. Thôi giờ ta hỏi ngược lại thôi giờ. Ông nói dòng vô cho tôi hỏi ông ngày nay, ông làm cái gì? À, có nghĩa là thì trả lời ông làm được cái đó, thì tôi mới tin chắc ông. Chứ đừng nói ông nói ngày hôm qua hay ngày tới, đừng nói chuyện đó. Tôi bây giờ tôi hỏi ông ngay bây giờ, ông làm được cái gì chưa? Thì mình trả lời tôi đã làm được rồi, thì người ta thấy mình chứng nhận. Vậy là ngày nay ông này làm được. Dạ, tôi đợi hỏi ông giáo ông câu này kết thúc cháu ơi. Hôm giờ trong sống của ông bà đó, ông bà thới á, ông nói gì nè, ông nói là còn một cuộc cột kèo xa dách, người không tu sạch bách không còn. Cuộc cột kèo xa dách là cái gì? Đó là người không tu sạch bách không còn là sao? Mong cháu nói điểm này cho con nghe, cho bà con nghe, con cháu điểm này nó cũng quan trọng. Thì cái câu đó theo thưa quý vị tôi hiểu ý là thì dẫn sự, ông ba dẫn sự để bài lý. Cột kèo xa dách hay gì? Dạ. Thì ám chỉ cho ngôi nhà tiêu biểu về sự, còn cái đạo đức đó thì hôm nay ở bên đây Đức Thầy cũng có nói lựa cho phải cột, phải kèo, phải dây, phải dế mà theo kẻo lầm. Dạ đúng rồi. À, ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lầm khổ hình. Chọn trong giáo hệ Vũ Sơn Kỳ Hương, đó là đáng quý cái chu kỳ này là nhất, chứ không có cái thứ hai nữa. Dù tôn giáo nào, đạo giáo nào cũng vậy, là quy nhất thống rồi. Chỉ có cái duyên lành mới theo cái giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Và trong cái tỉnh An Giang, sao nhiều tỉnh không nhắc mà tại nhắc tỉnh An Giang,
Bởi vì trong đó là cái duyên lành lớn. Một khi Đức Phật khi xưa Bồ Tát ở cõi trời giáng sanh xuống vậy, cũng phải lựa cái đất nước đó, dân tộc đó và cái điểm ở đó. Như khi xưa Ấn Độ đó, nó chọn nhiều nước mà có ông vua Tịnh Phạn có nhân từ. Thì nhắc lại có đức vua Tịnh Phạn nhân từ đó, thì hôm nay trở lại đất nước Việt Nam, tỉnh An Giang, rồi gần nhất là chọn những cái phần thể xác đó là con của ông cả, bởi vì trong nhiều đời trong cái gia tộc dòng họ đã có công với đạo, với đất nước, với quê hương. Vì thế cho nên là tôi nhắc chính xác là chính đức ông nói xuống nhà ông nội, bởi vì có cái quan hệ là chú mất ruột. Đức thầy nói với tôi đó, chú ba, là sở dĩ mượn cái xác gánh hậu quỳnh là không phải vì ông đâu cả, vì cái tổ tiên bao thế hệ trước đã có công với đạo pháp với Đức Phật và có công với đất nước vua chúa, thế hôm nay mới mượn cái xác hậu quỳnh. Thì trở lại mình cũng vậy đó, mình được tự hào và hãnh diện được làm tín đồ của Đức Thầy và trong sống trong cái gọi là đất Phật ở đây đó. Đức Thầy đã xác nhận là đất Phật, chứ quý vị đừng có mơ hồ. Chỗ nào động chỗ Phật thì êm. Thầy thường nói con nói đó, nhớ ghi trong đầu óc hoài, nói với mấy bậc cao đồ. Nó trở lại cái dẫn chứng nữa để kết thúc câu chuyện đạo đức hôm nay, là lúc thầy đưa lư hương xuống chùa thầy bây giờ An Hòa Tự đó, thì bước qua bên Tây Lan nó có các bậc cao đồ 30-40 vị chẳng hết ngang đi bộ, trong đó cũng có đô rồi cũng có nữa, nhưng bậc lớn như ông Hương Quảng Diệp rồi này kia, ông Hồ Nam Kinh, ông Biện Đài. Thì Đức Thầy mới đứng để tiêu biểu là thầy nói chết chết 3 lần chết, ở đây không chết, và cái thứ hai nó đói đói 3 lần đói, ở đây không đói. Nó ý nghĩa là nhắc nhở mình đi bám níu theo cái đạo đức thầy đó. Đây là cái nguồn gốc, cái trụ cột của Phật giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương, để lo cố gắng trau dồi đạo đức làm cho đúng, cho tốt đẹp, thì tin chắc rằng mình sẽ được cái diễm phúc và hãnh diện được là tín đồ của thầy mình. Phải thi hành phận tớ cho xong để sau đến việc long đong, sát thân khó thấy mây đồng hồ kia. Cuối cùng phận tớ là mình là tớ của Đức Thầy, chứ xưa kia là hỏi thầy là đệ tử là tớ rồi, thầy đâu có chứng nhận. Nhưng mà hôm nay đó thầy nhắc lại cái nữa là mình rất đáng quý và hân hạnh được tự hào, nhưng bổn phận mà làm tớ phải có thầy. Thầy lạc tớ không ai dìu dắt, không ai chỉ bảo, như vịt con dìu dắt nhờ gà. Rồi trở lại lựa cho phải cột phải kèo, đó là khế hợp, phải noi theo dấu thỏ đường dê. Nhiều cái danh từ đó quý vị tìm biết, học hiểu, thấy rõ đúng đắn thì cứ làm theo là đúng, chứ không có gì sai. Bao thế hệ rồi, những bậc cao đầu, những bậc là cao minh trong đạo để dìu dắt dẫn dắt chúng ta hôm nay thế hệ hậu tấn. Nhưng mà được diễm phúc trở lại vấn đề nữa, nói thêm chút ít nữa để kết thúc. Thời xưa thời Đức Thế Tôn đó là ông Tiên A Tư Đà mới diện kiến Đức Thái Tử, mới ông khóc sướt mướt, thì vua Tịnh Phạn hỏi duyên cớ nào, thì ông Tiên A Tư Đà mới trình bày buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, thầy viết trong giảng đó, chẳng nghe sống đặng nghe lời Phật thuyết, là cái tuổi già rồi không còn nghe lời pháp màu nữa mà tiến lên có quả vị đạo Phật mới có đạo tiên à. Hôm nay trở lại nói rõ là sanh ra trước Phật, Tiên A Tư Đà sanh ra sau Phật đều vô phước, sanh một thời kỳ với Phật đều có phước. Hôm nay những bậc cao đồ thế hệ trước và sau này mình sanh thời kỳ với Đức Phật, Đức Thầy lập giáo mở đạo dạy, mình được nhận thức được giáo lý giảng kệ mình tu à. Cuối cùng thì mình cũng được
có cái trọng điểm cuối cùng mong quý vị tin những lời chân thật của tôi khi dứt lời chẳng nói gì hơn. Nguyện cầu chư Phật mười phương hồng ân tam bảo uy linh tổ thầy các vị chư quan cửu hộ trì cho quý vị nam nữ đồng đạo đồng bào nói chung được tỉnh hồi lại để theo cái đường hướng đạo đức của dân tộc, của truyền thống, của cha ông, của thầy tổ, của Phật pháp. Thì quý vị được thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.